Nhắc kỳ đón nội ngày 27 tăng tâm chủ đề là trải nghiệm. Trải nghiệm là quan trọng. Trải nghiệm chúng ta có trải nghiệm mỗi hôm qua trung học dễ như học sinh đã đi biển để có trải nghiệm và thể dục. Cô đã gửi cô đã ao ao an toàn. Cô đã ao an toàn ao chỗ biên khi hồ với ao có thể có an toàn cho học sinh nhiều học sinh chúng ta có thể đi biển với nhiều học sinh đổ trôi trôi nhiều học sinh trôi hôm qua thời tiết là tốt nhất không có gió không có sông nên nhiều học sinh tôi vội ở viên the viên nước 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 viên nước vội ở vội nước vội có thể vội có thể vội tiếng bên là phát tâm là khó khăn thì tôi nói tư vấn một tư vấn ví dụ là vội ví dụ là tư là vội là ý nghĩa là căn nhau khi tôi nói về tôi muốn vội tôi cũng là vội là quan trọng là phát tâm là tăng nhau AI giúp tôi có phát tâm tốt nhất hôm nay tôi tiện mưa hôm nay thời tiết mưa hôm nay thời tiết mưa tiết thời tiết mưa AI giúp tôi cô phát âm tốt nhất
Đắc tế trong mọi ngài là hai người tại tăng tâm là xứ xa lại là cây nguyện cây ngang là quan trọng chúng ta có cây này mỗi hôm qua là phòng như như thế chúng ta cần được qua một tên sai này như em qua sẽ tức nói có ai ta tội cáo và xuống thề thổ thẳng ao tô thì là chi phục vô ao có thể sự tập lưng nhưng tức sự xem thang phải chua không phú thớ đạo vật sinh mà phù trước bao ý sự của chúng ta. Chúng ta có thể giống như bạc sinh đôi mắt tối những từ khắc ở nước thở đau rồi không ông bà cô là tôi thì nhất để chúng ta học tác hôn số hại hôn dư đứng đạo khổ có sinh là sư đại sanh nướng cũng là sư dài không hạn luôn bà xuân bên được còn đại nhất là sức khỏe phải của nước là năng lý do những khi tôi vội tôi tan tài nên làm xong rồi xứ thôi mà và như vậy tôi là lúc phát tán là lúc hành thì tôi nói về xứ vội tôi không suy nghĩ về đối với mà con về sự mạnh mẽ và bên được. Tôi nói về vội là sứ mạnh mẽ những tổn tội tôi cũng là sứ nhẹ để nắng như ngôi làng cổ kinh ngôi hồ nia là sứ phổ châu là nền tảng sứ hương già như cối và vôi là dưới quan trọng vì dưới quan trọng vì nô dốc bất tận và luôn kiện về tuyệt sức ai giữ tôi trung điểm là tổ sức phát triển tinh thần tổ nên mạnh mẽ hơn. Hôm nay tôi tiệc có một bà rượu nhưng không quả trông như quan trọng là chúng ta kể chỉ vốn kinh ngạc phát ăn bà chỉ cho men luôn tình trên hôm nay tôi không có vội vàng không có vài đôi mắt vội những rượu yêu cô nữa. Xong.